Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã làm quen với trung đoàn 567 và thực sự biết đến 567 ở trận đánh đồi 211 của năm 1985 trong kế hoạch M185, và biết đến trung đoàn 567 qua những trận đánh ở đèo Khao Chỉa, trận Tà Lùng, trận Canh Mai. Và bây giờ tôi xin được trân trọng giới thiệu một nhân chứng lịch sử chuẩn ý của năm 1979, đồng chí Phạm Thanh Sơn. Và câu chuyện của anh Sơn sẽ giúp chúng ta có cái nhìn nhận đầy đủ hơn, rõ hơn và chân thực hơn về những ngày của chiến sĩ 567 trên đèo Khao Chỉa. Tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Sơn là một tướng quân. Và có lẽ là câu chuyện của ông Sơn thì sẽ để nhân vật của chúng ta tự giới thiệu. Em rất cảm ơn anh đã đồng ý tham gia chương trình và chia sẻ với khán giả của Uy Minh Việt Nam câu chuyện của mình gắn liền với lịch sử của trung đoàn 567 và với lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam, với lịch sử những ngày hào hùng của biên giới quân và dân. Vâng, xin mời anh. Xin thưa là năm 1979 ấy, thì tôi là Phạm Thanh Sơn, là đại đội phó đại đội 6 của tiểu đoàn 2 trung đoàn 567. 17 tháng 2 năm 1979 ấy, thì Trung Quốc bắt đầu tiến công Việt Nam. Thì trước đó thì có thể nói rằng là chúng tôi cũng đã nhận định được là Trung Quốc trước sau cũng sẽ tiến công Việt Nam. Bởi vì tôi thấy rằng là trên cái sông Phục Hòa giữa ta với Trung Quốc ấy, thì trước đó khoảng một tháng thì Trung Quốc đã chở đá ra rìa bờ sông. Sau đó thì cũng đã thông báo là với người dân của Việt Nam là ngày mai là Trung Quốc sẽ đánh, nhưng ngày mai lại không đánh, dân của Việt Nam chạy hết nhưng lại không đánh. Sau đến một thời gian khoảng nửa tháng sau lại bảo ngày mai đấy là Trung Quốc đánh thì lại không đánh, và dân lại sơ tán hết nhưng mà không đánh. Sau đó dân về đấy, sau đó đến 17 tháng 2 thì ngày 16 thì dân Trung Quốc nói với dân Việt Nam là ngày mai là Trung Quốc đánh, thì dân Việt Nam là không đi sơ tán nữa, chủ quan là không đi sơ tán nữa, cứ nói là bảo đánh lừa không đi sơ tán nữa. Thì đến đêm ngày 16 dạng ngày 17 thì đến tôi, anh em tôi phát hiện là thấy rất nhiều xe ủi đấy gạt đá xuống sông đấy, và sau đó khoảng 4 giờ thì bắt đầu là bắn pháo qua sông và sang bên các điểm tựa của ta như ở khu vực Tà Lùng, Cốc Khao đấy, rồi là đồi Không Tên ở bên chỗ Tổng Mỹ đấy, là đánh sang. Sau khi đánh xong sang bắn pháo sang xong đến khoảng 5 giờ rưỡi đấy, 6 giờ thì khoảng từ 5 giờ rưỡi đến 6 giờ thì bắt đầu là đưa xe tăng ra, bắt đầu là xe tăng lội sông và bắt đầu tiến công vào biên giới nước ta. Khi bắt đầu là Trung Quốc đưa xe tăng sang thì bắt đầu ta tiến hành tổ chức triển khai, trong đêm đó đã tiến hành tổ chức triển khai đội hình rồi. Thế nhưng mà lúc bây giờ là diện rất là rộng đấy, diện rộng và lực lượng thì mỏng, chỉ huy thì còn vắng, chỉ có cấp phó ở nhà, bởi cấp trưởng là đang đi tập huấn chứ không ở nhà. Sau đó đánh đến trưa đến chiều thì các ông chí đại đội trưởng, tiểu đội trưởng mới về. Còn lúc trước khi đánh nhau là chỉ có cấp phó. Thì đấy là như thế. Đến trưa chiều ngày 17 thì chính thức là đến 9 giờ thì chúng tôi bắt đầu đại đội 1 tiểu đoàn 1 là bắt đầu bắn được xe tăng
Đấy, khi bắn xe tăng ấy, cổ vũ cả trung đoàn, tuyên truyền cả trung đoàn, thì sau đó thì trung đoàn mới bắt đầu mới tổ chức các cái đội đi tìm xe tăng để mà diệt. Đấy, tìm các cái đội đi tìm xe tăng để diệt. Xe tăng vào vườn mía lẫn lộn với nông trường mía, bộ đội thì cũng luồn vào mía, nói chung là cũng rất là khó đánh. Nhưng chỉ đánh đến hết ngày 18 thì toàn bộ lực lượng xe tăng của Trung Quốc là cơ bản rút ra ở các cái vị trí tiện triển khai binh hỏa lực, không đuổi bộ đội ở trong vườn mía nữa. Thế là chiều ngày 17 và sáng ngày 18 ấy, thì thậm chí bộ đội của ta còn đuổi với nhau với xe tăng ở trong vườn mía. Đấy. Thì đấy là như thế. Sau đến ngày 18 rồi sang đến ngày 19 thì bắt đầu là Trung Quốc tiến vào đến thị trấn Phục Hòa và đánh đồi Nghĩa Trang. Đến ngày 20 thì bắt đầu thực hành đánh điểm cao 244. Đấy. Điểm cao 244 thì là sau đồi Nghĩa Trang thì lúc bây giờ là thực chất của tiểu đoàn 2 là ở Khao Liêu. Đấy, sau khi đánh nhau thì bắt đầu cơ động về đèo Khâu Chìa và thực hiện nhiệm vụ chốt ở trên đèo Khâu Chìa là sáng ngày 19 thì bắt đầu lên đèo Khâu Chìa. Thì ngày 20 là bắt đầu cùng với tiểu đoàn 3 là tiến hành thực hành đánh điểm cao 244. Đấy, và đồi Nghĩa Trang thì đánh rằng co hết buổi sáng. Đấy, đến chiều thì ta không có khả năng giữ được vì khỏi lực không còn, thì ta mới rút. Đấy, ta mới rút về bên chân của 300. Đấy, chân của điểm cao 300, in ngựa điểm cao 300 phía dưới, và đồng thời là giữ toàn bộ cái điểm cao 300 từ hôm 20 và đến hôm 26 thì bắt đầu mới rút. Đấy, sáng ngày 26 sau khi đánh xong thì rút ở trên đỉnh. Thế còn tiểu đoàn 2 thì ngày 24, đấy, ngày 24 tháng 2 thì là ban chỉ huy tiểu đoàn bị Trung Quốc tập bạo từ bên chỗ bên kia sông. Đấy, bên kia sông của Phục Hòa đấy. Đấy, ở hướng đằng Đông Khê ấy. Đấy, sang thì bị mất sở chỉ huy và mất một số đồng chí hy sinh, như đại đội tôi là đồng chí đại đội trưởng hy sinh trong cái ngày hôm 24 đó. Đấy, thì sau khi hy sinh xong ấy thì thực ra là đến chiều hôm 24 này thì trung đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội 6, đại đội 7 vào lấy tử sĩ của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn, nhưng tổ chức hai hướng, thì tôi đi một hướng và đồng chí đại trưởng đi một hướng, thì hướng của đồng chí đại trưởng đã hy sinh ở trên ở phía giáp đường. Đấy, bị bắn tỉa hy sinh. Đấy, sau đó thì đến tối ngày 24 chúng ta lại rút ra đỉnh đèo. Đấy, và tổ chức củng cố lực lượng để tiếp tục. Thế đến ngày 25 và được ngày 25 và ngày 26 thì sau khi lên đông quá thì là ta thế này không giữ được, nói chung là rút. Và chính hôm đó thì cái đại đội 14-5 của đồng chí Hồ Tuấn ấy, đấy, thì bắt đầu tiến hành thực hành đánh đến viên đạn cuối cùng. Sau đó là các ông chí rút, rút còn chia nhau tháo súng và phá súng, sau đó mới thế này rút. Đấy là ở tại đồi Khâu Chìa. Có thể nói rằng là ở đồi Khâu Chìa thì cái lực lượng mà giữ chỉ có một tiểu đoàn. Đấy, một tiểu đoàn mà từ khi vào trận
là khoảng hơn 300 quân. Đấy, hơn 300 quân. Và đến khi rút ra thì chưa đầy 100 quân. Đấy. Cái tiểu đoàn là 2 đấy, là hy sinh hơn 200 người. Đấy, hơn 200 hy sinh người. Cả bị thương chứ hay đấy, cả hy sinh cả bị thương. Sau khi rút ra là gọi là hơn 200 người. Vâng, hơn 200 người. Thế chính thức sau khi kiểm tra thì cái lực lượng hy sinh thì cũng không biết được và cũng không nắm được. Thế lại thấy là cả hy sinh và bị thương lực lượng rút ra là hơn 200 người. Đến lúc sau cuối cùng ngày 26 rút ra xong gom lại thì toàn tiểu đoàn còn có hơn 70, hơn 70 người. Đấy thì đấy, sau đó ngày 26 rút ra và ngày 28 đấy ổn định rồi, công tác tổ chức tất cả thứ. Đến ngày mùng 2 đấy, tháng 3 thì chúng tôi lại tiếp tục chặn địch từ Quảng Yên vào đấy, ở khu vực đèo Canh Man ấy. Đấy, đấy thì ở khu vực đèo Canh Man, và ở đèo Canh Man thì nói các ông chí biết như này, chúng tôi ở trên lưng chừng đèo chặn đánh nhau từ sáng đến trưa. Những cái núi đá cao ấy thì ta có những hòn đá mấp mô ta ở dưới, nhưng mà địch có hỏa lực là dự bắn vào đá này, lờ đá xuống. Đấy, thì như vậy ta có những đồng chí sau khi thực ra nói là không bị trúng đạn, nhưng mà đá đè chết, đá lăn, đá lăn đè chết. Và những hòn đá to to hàng khối đấy thì mà ở dưới thì lăn đá lăn đè chết. Thì đấy là rất tăng thương. Và sau khi đánh nhau xong thì chúng tôi đi quay vào làm tác tự sĩ, thì cũng đã phải dùng bộc phá để đánh đá ra để lấy người. Thì chỉ đánh đến ngày 24 là cả trung đoàn về hỏa lực là không còn rồi. Đấy, từ cổ cố quả cối 82 cũng đã hết rồi. Đấy, rồi đến ngày 28 thì chính đấy, chính ngày 28 là đúng là nghe là sẽ được tăng viện đấy đạn đấy. Thế nhưng mà khi máy bay của ta lên đến Quảng Yên ấy, thì đối phương địch đã chiếm được Quảng Yên rồi, coi là máy bay của ta không xuống được và không thả được, và sau đó lại quay về. Thì từ địch từ Quảng Yên từ mùng 28-29 và đến mùng 2 là bắt đầu họ rút về dần, đánh vào co hẹp lại. Đến mùng 2 thì bắt đầu là họ từ Quảng Yên này qua Mão Phượng, từ thị xã qua Mão Phục này đi Trùng Khánh này và vào về Trà Lĩnh này, có lực lượng về Trà Lĩnh, có lực lượng về Phục Hòa này, thì tất cả các hướng như thế đều chia đi các hướng để về phía bạn. Đội địch là rút thế này, là rút ở cái lực lượng đó. Thế còn đó là ở trên cái hướng của trung đoàn. Thế còn trên toàn cục thì đánh đến Tàu Xin, đấy, từ cầu Tàu Xin sau khi chiếm thị xã ngày 18-19 chiếm thị xã rồi thì cũng chỉ ở đấy, sau đó thì đến Tàu Xin dừng lại và không phát triển nữa. Và sau đó thì họ củng cố và họ rút về. Toàn cục thì tôi ở lúc bây giờ còn nhỏ chưa biết, nhưng mà còn cái cấp còn thấp chưa biết, nhưng mà về tổ chức lực lượng để tác chiến ấy, thì nói cho cùng là đối phương là ở trên hướng Cao Bằng nên là 3 quân đoàn đấy, quân đoàn 41, quân đoàn 42 và quân đoàn 54 đấy, nhưng mà chỉ có một sư đoàn 346 và một trung đoàn 567
đấy mà chặn được cả ba quân vào. Thì tôi thấy rằng là so sánh về về đối phương thì có thể nói rằng là ta có khả năng chiến đấu tốt đấy, nếu đấy là còn hết đạn, cho nếu như còn đạn thì đối phương còn khó khăn với ta. Thì đấy là so sánh về toàn cục thì thế. Thế còn trong thực tiễn ấy, đấy thì nói thì nói thế, nhưng khả năng của đối phương hy sinh so với ta còn hy sinh hơn rất nhiều. Bởi vì về hình thái chiến thuật là đối phương đánh dàn hàng ngang nên là hết đợt này đến đợt khác đấy là không lên được, mà ta thì có công sự đấy, có công sự đấy, sau đó đánh nhiều lần không được thì dùng hỏa lực đấy, rồi lại đánh chủ yếu là thọc và hậu đằng sau, mũi nhọn đuôi dài là đánh đằng sau lên, chứ đánh chính diện thì không làm gì được ta. Tôi nói như thế. Thế còn là nói một ở cái đèo Cái Ninh ấy, một trung đội của đồng chí Ngô Duy Hiển đấy, mà đánh một tiểu đoàn đi từ sáng đến tối, đấy, sau đó thì đến tối thì hết tầm quan sát thì cái trung đội nó mới rút thì nó bắt đầu thì cái tiểu đoàn nó cũng tan tác và cũng đi thành nhiều hướng nhiều mũi để cũng vòng đằng sau đấy, vòng đằng sau để mới lấy được đấy, đến ngày hôm sau mới lên được, chứ ngay ngày hôm đó thì cũng không lấy được. Cái hình thái chiến thuật của đối phương địch thì cũng không phải nói rằng là không có gì, vòng chủ yếu là tập hậu đằng sau đấy, đông người đấy, đi gọi là đội quân sơn cướp đi hết, qua thì thậm chí cảm tưởng như là núi đá không lên được, ta không lên được, nhưng họ vẫn lên được, họ lém dây, họ kéo nhau, họ đưa nhau lên đấy. Thì đấy là về hình thái chiến thuật thì phải nói rằng là đối với ta thì họ không có gì đấy. Thế còn đối với ta thì mặc dù sau khi chuyển từ lao động sản xuất sang huấn luyện và làm nhiệm vụ chiến đấu, nhưng mà có thể mất một hai tiếng đầu khi bắt đầu nổ súng, sau đó là anh em có bản lĩnh và phải nói là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong tác chiến phòng ngự thì ta giải quyết rất triển tốt và anh em có bản lĩnh đấy. Mà thực ra trong cái tác chiến chiến tranh bảo vệ biên giới thì người ta bảo pháo phải đối pháo đấy, nhưng mà thực ra ta chỉ có bộ binh đấy, chiến đấu với bộ binh thôi, thì ta không có pháo binh, không có cái hỏa lực là rất chỉ là ít, không đưa lên được, và cái lực lượng tại chỗ về hỏa lực là không có. Đấy là có thể nói rằng là để kết luận về cái vấn đề khả năng chiến đấu và cái sức chiến đấu và cái bản lĩnh chiến đấu của quân đội ta thì có thể nói là rất chỉ là kiên cường và vững vàng. Đấy, thì đấy là trong cái cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới như thế. Thế còn thực chất trong đánh nhau thì đến lúc ta đuổi vào ấy, thì họ cũng bỏ chạy, rồi là họ cũng tìm mọi cách. Buổi tối là chúng tôi rõ ràng nó ở đấy rồi đấy, nhưng mà đến đêm ấy là họ treo lên mỗi cành cây
mỗi một cái cây một cái áo bạt như người và buộc cái nền mìn đấy cứ soi. Nhưng đến sáng sau tôi đánh lên tại lại không có gì, chỉ có mỗi mấy cái áo bạt và mấy cái nền mìn. Như vậy về nghi minh của đối phương cũng rất là tốt, là nghi minh của đối phương cũng rất là tốt, làm đánh lừa được ta. Và có thể tối rõ ràng là hành quân vào trong cái bản này ngủ, nhưng mà đến khi ta vào đánh thì họ đã rút hết rồi. Đấy, họ cũng em nghe câu chuyện của anh kể thì em thấy mặc dù là mình bị động, tức là mình bị động là mình là người bị tấn công, nhưng mà cái thế chủ động của trung đoàn ấy thì giống, tức là mình có thể gọi tuần sau khi bị động chỉ mất một lúc thôi, một buổi thôi, nhưng còn về trên toàn cục thì là ta không bị động. Đấy, ta cũng đã phát hiện ngay, như anh em tôi đã phát hiện là nó đã chuẩn bị rồi, có công tác chuẩn bị đưa đá ra bờ sông này. Đấy, để lúc bây giờ mình cũng chưa hiểu, nhưng đưa đá ra bờ sông để đến trước khi hỏa lực chuẩn bị là nó đã gạt đá xuống sông, gạt để lấy đường, gạt đá sông để xe tăng vượt để qua, làm đường cho xe tăng vượt qua. Thì mình đã phát hiện như vậy là không phải, đấy là không bị động. Nhưng mà bị động ở cái đoạn rồi, thực ra bộ ta lúc bây giờ là chưa đánh nhau, chưa biết đánh nhau như là, nhưng bắt đầu khi vào đánh nhau thì mất 1-2 tiếng đầu tiên đấy là gọi là bất ngờ, là bất ngờ đấy. Vâng. 2 tiếng đầu tiên là cũng chưa có kinh nghiệm. Dạ. Nhưng sau đó là có kinh nghiệm, bắt vào rất là nhanh. Rất nhanh. Em lại thấy có một cái tình tiết này, tức là không phải là mình cứ bị động là mình chấn giữ chỗ này xong địch nó đánh mình giữ không được mình lại rút, người lại không phải như thế. Mà ở đây còn có những cái động tác, tức là đi tìm địch để diệt, chủ động tấn công như anh vừa nói đấy. Tức là đi tìm xe tăng để đánh này, xe tăng đánh, rồi luồn vào trong bản, nhưng mà nó cũng phải nghi binh mình, chứng tỏ là nó cũng biết là mình chủ động tấn công. Vâng. Đấy là một cái nét mà em nghĩ là một cái điều mà không phải nhiều người Việt Nam biết được trong cái chiến tranh biên giới 1979. Ngay như em là người tiếp xúc với khá nhiều cựu chiến binh và cũng tìm hiểu nhiều về các mặt trận, thì em cũng không nghĩ là mình lại chủ động để đi tìm địch để tiêu diệt. Vâng. Và một điều em cũng rất là ngạc nhiên là cái trung đoàn 567 của mình là thành lập vào năm 1975, chưa qua chiến tranh, là một cái đơn vị có thể nói là làm đường, làm từ đang làm kinh tế chuyển sang chưa có một cái kinh nghiệm gì cả. Bây giờ em lại muốn hỏi riêng anh là khi đó anh đang là chuẩn úy, là đại đội phó, thì trước đấy là anh đã tham gia cuộc chiến nào chưa? Chưa. Anh nhập ngũ bao giờ ạ? Tôi nhập ngũ tháng 10 năm 74. Tháng 10 năm 74 thì và chỉ ở miền Bắc thôi. Miền Bắc thôi. Có nghĩa là cũng chưa biết chiến tranh là gì. Chiến tranh. Vâng. Nhưng mà khi mà anh vào trận thì cá nhân anh, anh có quá đột ngột và cái cảm xúc của mình mà khi tiếng súng của nó vang lên ấy, khi tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới thì cái cảm xúc của mình nó như thế nào? Lúc đấy thực ra sĩ quan nhưng anh vẫn là tân binh ấy. Đúng rồi. Sĩ quan nhưng tân binh, nhưng mà thực ra nói là cũng đã được tập huấn rồi, cũng đã được đi trinh sát. Đấy, đã được tập huấn và đã được đi trinh sát để va chạm về cái chuẩn bị cho chiến tranh. Thế nên về tổ chức chỉ huy, đấy, tổ chức chỉ huy là tôi không bị động. Đấy, vì thế tôi kể có một cái tình tiết như này nhé. Năm đấy tức là ngày 24 đấy, tôi ở cái đời 24 đấy. Đấy, từ ngày 20 đời 24 đấy. Dạ. Thì chính là tôi là đại phó chỉ huy một trung đội tăng cường xuống đấy, phòng ngự ở đấy. Dạ. Và một cái tiểu đội hỏa lực đấy, cối của tôi ở trên đỉnh đồi, thì tôi tụt xuống ở dưới lưng chừng nằm ở đấy cùng với một cậu công vụ đấy, với một cậu tiểu đội trưởng tiểu đội cối đấy, và hai chiến sĩ mà thì ở một cái hầm chữ A đấy. Thì tôi thấy lờ mờ sáng rồi, ngủ dậy thấy cũng pháo bắn tí tốt rồi đấy, thì tôi dậy ra dậy
dạy thì tôi mới bảo hậu đâu thì hậu mới dạy chính hậu là tiểu đội trưởng tiểu đội cối đấy, thì đi lên sao lại nghe tiếng quân ông ở đây mà quân ông đã bắn rồi. Thế như vậy là nó vào nó rất chi là kín và rất chi là bí mật, lên nó lấy pháo của mình nó lại bắn về hướng mình. Pháo của mình ở trên đỉnh đồi nhưng lại lấy cối của mình bắn về hướng mình. Đấy thì mờ sáng này người mình đi xuống như này nằm pháo để xuống này, pháo để ở trên thì nó lên, mà nó lên mất vũ khí, lấy pháo mình đã bắn vào kia rồi. Đấy nên mà tình tiết như thế, tôi lên thì bắt đầu cái thằng chỉ huy nó rút khẩu súng ngắn nó chỉ ra tôi nó bắn tôi này. Thì tôi ngồi xuống đấy, tôi ngồi xuống tôi mới rút quả đạn ném lên thì sao không thấy gì, im rồi. Nhưng mà tôi nhiên tôi không lên nữa, tôi bảo hậu lên kiểm tra pháo ra. Tôi lại đi vòng này thì đấy, đi vòng chỉ huy mấy lần nữa. Thì đi, ví dụ đi đây, đến này, mình vẫn cầm súng như này. Thì đi đến đây nhá, nó còn có một cái thằng nó đeo lựu đạn, nó dựa vào đây. Nó dựa vào một cái thành hầm này, nó còn túm tay tôi. Đấy, túm tay tôi mới nghiêng tay ra này, túm tay này tôi nghiêng tay này, tôi bóp. Phán đầu nó ngã xuống thì tôi lại không đi theo đường đấy nữa, thì coi là thằng này chết thì tôi không đi đâu nữa, tôi lại tụt xuống quay lại đi chuyển hướng khác và đi kiểm tra khác. Thì hướng khác thì tôi đi cùng với một ông trung đội trưởng, ông trung đội trưởng đi trước đó, ông trung đội trưởng đi đằng sau rồi quay lại lúc quay lại đi trước. Thì sang cái hào thứ ba thì một cái hào như này thì cũng chữ chi, nếu nó khoảng 7 mét từ đây đến kia 7 mét thì lại ngoặt. Thì hai anh em vừa đi này thì đến lúc đấy là ông đi trước tôi đi sau, một thằng công vụ nữa đấy, thì nó ném vào như đoạn rơi giữa rào này thì tôi lại nhảy được lên hào thì tôi không bị thương. Ông trung đội trưởng đi trước chạy đi thì lại bị thương vào mông đấy, như thế. Vì sao tôi không quay lại được, bởi vì không chạy nhanh được, bởi nó cũng theo phản xạ. Hai nữa là ngay đằng sau mình là có một thằng công vụ đấy, cái thằng Long ở Hà Tiên, Tuyên Quang bây giờ ấy đấy, nếu bạn thế nào mình cứ thế mình nhảy lên đấy, thì không có gì. Nhưng mà thằng này nó ở ngay góc này nó quay lại thì không có gì, nhưng mà quả lựu đạn đây cái ông trung đội trưởng đi đằng trước thì gọi là bị thương vào mông đấy, ví dụ như thế. Nói chung là số con người, tôi lại nói sau khi đánh nhau xong rồi thì vào ấy, toàn bộ đấy, tức là hoảng là chết, mình chính mình giải rồi, mình Trung Quốc giải đấy, rồi đi trinh sát rồi là thậm chí khi cả đại đội vào bãi mìn, ví dụ như ông Cương là sao chết ở bãi mìn đấy nhé. Ông đang nghe là anh hùng đấy, anh hùng vào bãi mìn sau nó chết. Và cái ông Lâm làm sau làm tuyển trưởng tuyển một cũng chết vì mìn. Lúc bây giờ là ở trong biên giới, khi mà ra nó mất hàng ngày ấy. Chạy nó đưa ra mất hàng ngày, cán bộ chạy mà và khiêng ra thì bắt đầu là không đưa đi được đấy, coi là mất máu nhiều quá là chết đấy, cũng chết oan đấy, đúng. Bây giờ thì không vấn đề gì, thực ra sau là thì có xe chở đi và cấp cứu các thứ thì không có gì đấy. Nhưng cái khi đấy, mà khi mà bọn Trung Quốc nó tấn công ấy thì như anh nói là cấp trưởng thì là đi tập huấn, cấp trưởng là đi tập huấn, vâng đấy, cấp phó thì ở lại, cấp phó ở lại chỉ huy đánh nhau. Vâng, anh đang là đại đội phó, vâng, tôi đang là anh phó. Sẽ là chỉ huy cái đại đội của anh. Vâng, tôi chỉ huy cái khi mà tiếng súng nổ ra thì lúc đấy anh đang ở đâu, đại đội của anh đang ở đâu? Khi bắt đầu tiếng súng nổ ra thì đại đội tôi ở Khao Liêu. Có gần biên giới không anh? Cũng gần chứ. Dạ. Cũng là không biên giới thì tiến hành tổ chức hành quân. Đấy, ra tức là cái chỗ của mình thì không bị nó đánh. Cho nên là mình phải tổ chức hành quân đến những cái chỗ kia. Vâng. Ra chỗ kia. Cái chỗ kia, cái chỗ đánh nhau ấy. Vâng. Thì tức là trước đấy thì mình đã phải có kế hoạch rồi đúng không? Có kế hoạch rồi, tôi đã ở trên đấy rồi. Dạ. Đã đi trinh sát và đã nằm trong phương án của mình đấy rồi. Dạ. Khi có đánh nhau là sẽ chuyển về đấy. Tức là nếu như thế này thì như thế kia, nếu như kia thế này. Đã phương án như vậy sẵn rồi. Như vậy có thể nói là cái việc tuy là mình bị bất ngờ, có thể nói là mình bị bất ngờ chứ không phải là bị động. Và em nghĩ là một cái bất ngờ nữa, một cái bất ngờ nữa là cái lực lượng nó quá đông, cái mức
tức là cái mức chiến tranh ấy là mình không nghĩ là nó nhiều đến như thế. Nhiều, không nghĩ nhiều thế. Trong cái chiến tranh biên giới thì em thấy là như ở những nhiều nơi khác thì đúng là mình hầu như là bị động, tức nó đánh xong mình đến cái chỗ đấy mình chặn lại, giống như là kiểu gọi là làm giảm bước hành quân của nó đấy. Thì mình chặn lại, mình đánh xong đến khi mình hết đạn hết người chẳng hạn, có nghĩa là bị bật chốt đấy, thì lúc đó là lại lùi lại hoặc lại đi đâu đó rồi tan tác rồi đi tìm cách tụ tập nhau. Như riêng ở cái trung đoàn 567 thì qua lời kể của anh em thấy là hình như là mọi người cả trung đoàn đấy xác định là cứ loanh quanh ở đấy để loanh quanh ở đấy thôi. Và như ở trong những cái bài của anh Nguyễn Thái Long viết mà em đọc ở trên Win Win ấy, thì em thấy là cho đến cái lúc mà chắc là trung đoàn được lệnh ở trên rút thì lúc đó trung đoàn mới ra lệnh cho các cái đơn vị tập hợp lại để rút, để lui về cái chỗ Thạch An, đúng không anh? Không, là chỗ Thạch An đấy, nhưng mà quan trọng đấy, vào quan trọng tập trung ở cái Thạch An, và vào Thạch An ra Thạch An của cái xã đấy gọi là xã quan trọng. Và cái đại đội của anh ấy khi mà nhận lệnh rút thì anh có khó khăn trong khi rút không? Không có gì khó khăn cả. Thực ra nói là đại đội tôi còn nói chung là không rút đấy, mà đuổi con đuổi định mà sau khi đánh nhau đấy. Đấy thì ngày mùng 2 thì bọn tôi đánh nhau, chúng tôi đánh nhau ở Canh Man nhá. Sau ngày mùng 2 mùng 3 là tôi rút xuống cái chỗ gọi là Ngọc Động. Đấy, xã Ngọc Động giáp với đường 4 này, vào cái chỗ đấy là nói chung an toàn. Đấy thì đến ngày mùng 4, ngày mùng 5 thì là họ tuyên bố họ rút. Rút thì có một lực lượng đã có đạn. Đấy, ta đã có đạn bây giờ họ lại vận chuyển sang cho bọn tôi. Bọn tôi lại tiếp tục đi đánh nhau. Khi rút về ở Quan Trọng kia là sau này rồi. Sau này mới chỉ có lực lượng hậu cứ và trung đoàn ở đấy thôi. Thế còn lại cơ bản cái lực lượng mà vẫn còn tham gia đánh nhau ở bên đây ấy, thì là chưa rút. Như vậy có nghĩa là không rút hết. Tuy là mình không nói, nhưng rõ ràng là các anh có truy kích. Truy kích chứ. Tức là khi đuổi rút. Vâng, khi nó rút là anh đuổi. Tôi đuổi đấy, nên tôi muốn nó đuổi rõ ràng là mình đuổi nó đến như này. Và nó vào cái quả đồi này. Yeah. Lực lượng là tương đối đông, thì dân lực tổ chức trinh sát là lắm chắc rồi. Đấy thì bây giờ mình tổ chức lấy lại, đánh. Đấy, tổ chức đánh nó thì nhưng đêm rút đúng không? Mình không biết. Đêm nó rút mình cũng không nắm được, bởi vì mình chỉ quản lý được ở cái bên mặt của mình thôi. Đấy. Chứ còn bên đằng phía họ là đằng sau là không quản lý được. Thì đấy ví dụ như là nó có những cái cây bình thường đấy, nó khoác cho một cái áo bạt Trung Quốc to này, nó căng tay ra này. Đấy, thế bắt đầu nó cầm cái đèn pin, nó buộc cái đèn pin, nó cứ gió nó cứ đưa cái này. Kiểu như có người gác ở trên đấy. Nhưng mà đến mờ sáng bọn tôi lên thì nó bảo đại trưởng không có địch. Thế bảo chứ kiểm tra lên tờ săn. Đấy, lên thì hóa là một số áo bạt. Cái sau bảo thôi thì tí nữa cứ để sáng tí nữa lên. Đấy để xem thế nào thì đánh. Thế bảo là lên toàn áo bạt. Như thế chứng tỏ vòng quanh đồi. Chứng tỏ nó cũng sợ mình. Nó sợ mình chứ. Đấy, nó sợ mình chứ. Sợ mình. Thật sự là em nói với anh là đúng, thật sự những cái tình tiết này em nghĩ có thể là không riêng em đâu mà sẽ rất là nhiều người bất ngờ, bởi vì hầu như là có biết đâu, không ai biết cả. Nói về chiến tranh biên giới thì những người dân, đa số những người dân như em là còn biết khá đấy. Chứ còn mọi người thì lại đều cho rằng là cái lúc đó là nó tràn sang thì cả bộ đội cả dân của mình bắt gọi là bị bất ngờ, thậm chí là bỏ súng để chạy. Và bị nó tàn sát rồi vân vân. Rồi những cái trận đẫm máu rồi không cân sức rồi vân vân. Nhưng tóm lại là cuối cùng là mình cũng chẳng còn ai. Ví dụ trong một cái bài viết về đồi Khâu Chỉa ấy, thì em đọc mới đây cái lúc mà anh Hồ Tuấn là người cuối cùng rút khỏi trận địa. Nhưng mà khi mà cái người xem ấy thì người ta lại hiểu rằng là cả cái trung đoàn, cả cái tiểu đoàn đó là không còn ai, còn có một mình ông Hồ Tuấn là sống.
Không phải. Em phải giải thích là ông ấy là người cuối cùng rút khỏi đấy. Thế nhưng cũng có nhiều người, người ta cũng comment là cái trung đoàn đó là bị xóa sổ. Thì em, tức là trong cái tư duy của người Việt Nam mình với cái cách tuyên truyền như thế nào thì em không biết, nhưng mà cứ nói về chiến tranh biên giới thì rất nhiều đơn vị mình được người dân mặc nhị định là xóa sổ. Ví dụ như là cái sư đoàn 356, nếu mà 356 quân khoai ở trên Trung Quốc. 356 thì ở Hà Nội, em khi mà gặp cái gọi là cái buổi gặp mặt của anh em á, một cái hội trường lớn, đông lắm, cực kỳ đông, thì trong đó là em không biết là mấy trăm nữa, nhưng mà người ta vẫn cứ bảo là 356 là xóa sổ, mặc dù là những người 356 cứ nói thế nào người ta vẫn cứ không nghe. Em không hiểu là cái do cái tuyên truyền của mình nó còn chưa đủ hay là như thế nào đó, mà cái tuyên truyền ở cái phía ngược lại nó quá nhiều. Cho nên em cũng nghĩ là những người như anh chẳng hạn là người nhân chứng ở trong cái cuộc chiến, mặc dù cái cuộc chiến đó mình gọi là hùng tráng, nhưng mà cũng rất là bi, bởi vì mình ít và mình cũng hy sinh nhiều. Nhưng mà qua cách kể của anh khi đó đang là một người đại đội phó, thì em thấy rằng là một cái cuộc chiến mà mình cái bất khuất của quân và dân mình ấy, thì mình rất đáng tự hào. Và em nghĩ rằng là các anh phải chia sẻ nhiều hơn nữa để cho người Việt Nam biết rằng là mình không sợ và mình cũng đã làm được rất là tốt. Không phải là mình bị dồn vào cái đường cùng để mình đánh theo kiểu đánh lấy chết mà đánh. Và đây em thấy ví dụ thì đấy, tôi nói đấy tiếp này, tôi 22 tuổi, tức là lúc bây giờ là tôi 579, tôi sinh 1957 mà. Dạ. Thế 579 là 22 tuổi, tôi đánh nhau được đến ngày 20, đến ngày 22. Đấy. Đấy, đến ngày 24. Đấy, thì 22 thì chỉ huy toàn mất. Thì 24 thì tôi đã được bổ nhiệm làm đại đội trưởng. Đấy, và chỉ huy đánh nhau từ bấy giờ. Đấy, thì lúc bây giờ thì sau khi anh đại trưởng hy sinh đưa chuyển về sau chôn cất tất cả thứ thì ông chính trị viên cũng hy sinh. Đấy, cả đại trưởng và chính trị viên hy sinh. Thế bắt đầu chính trị viên phó lên làm chính trị viên, tôi lên đại phó lên làm đại trưởng. Hai ông phụ trưởng, một ông lên chính trị viên phó, một ông lên đại phó. Đấy. Thì gọi ra một cái kiểu một cái hòn đá, núi đá mà, hòn đá nên tập trung đại đội. Ông đại đội ông trung đoàn phó, gọi là ông trung đoàn phó, nó bây giờ là tập trung đại đội. Ông bảo từ giờ phút này đấy, giao cho đồng chí Phạm Thanh Sơn thay mặt cho thường vụ đảng ủy chỉ huy trung đoàn, giao cho đồng chí Phạm Thanh Sơn là đại đội phó 1, có nghĩa là đại đội trưởng, chờ bổ nhiệm của cấp trên. Đấy. Chờ bổ nhiệm chính thức của cấp trên. Đọc quyết định tại chiến trường. Tại chiến trường luôn. Vâng. Đấy, và ngay trong chiến trường thì đấy cũng tổ chức cũng phải nói. Công tác tuyên truyền cũng rất tốt. Ngay trong chiến trường có những đồng chí đã trước đó thì đã làm hồ sơ để chuẩn bị cái nạp thì tổ chức cái làm ngay. Đấy, ở tại chiến trường. Đấy, đã các đại đội tổ chức cái làm ngay. Đấy, trong như thế quyết định mà có ngay và gửi ngay chỉ toàn các thứ là có một hệ thống không trợ lý đấy. Đấy, trợ lý chính trị quân lực là chỉ đạo luôn, làm luôn. Thì phải nói là công tác biểu dương tuyên truyền cái thành tích của các lực lượng gương điển hình lên trong chiến tranh, trong đánh nhau là cũng rất là tốt. Dạ. Và anh em nói chung là tôi có thể nói rằng là rất tốt. Dạ. Rất tốt. Người thì nói thật với chị là có những đồng chí chúng tôi nhận vào còn chưa được mặc quần áo bộ đội. Đấy, chưa được mặc quần áo bộ đội, vừa đánh nhau vừa tuyển quân, tức là trung đoàn tuyển quân tại địa phương luôn. Thanh niên là đi bộ luôn. Đấy, có khi vào chỉ biết ghi được tên này. Đấy, tên này hôm có một số có đồng chí có quần áo, còn số đồng chí chưa được cấp quần áo. Đấy, đã đi đánh nhau rồi, vác súng đi đánh nhau. Đấy, mà có người chết chưa được mặc, rõ ràng bộ đội chưa chết chưa được mặc quần áo bộ đội. Đấy, vẫn mặc quần áo của nhà mình. Đấy.
trước khi xảy ra chiến tranh thì anh cũng đã được tổ chức đi trinh sát. Vâng, tổ chức đi trinh sát. Trinh sát là trinh sát ở đâu anh? Tức là trinh sát dọc biên giới. Có sang bên kia không hay chỉ bên mình? Không, chỉ ở bên mình thôi. Bên mình thôi, không được sang bên kia. Dù sao thì em nghĩ là cái trinh sát đấy thì nó cũng nói vậy thôi, chứ lúc đấy nó thực sự nó vẫn đang là thời bình mà. Thì trước khi đấy thì em thấy là ở đường biên ấy, trước khi xảy ra đánh nhau thì giữa hai bên, kể cả nhân dân lẫn bộ đội của hai bên, đều có những cái xô xát, rồi đấu khẩu, rồi đấu tay bo. Chỗ anh thì thế nào anh? Cái này đấu tay bo thì năm 78 thì chúng tôi đã tay bo, rồi là dọa, rồi thế nọ thế kia, rồi lém đá. Như lúc bây giờ là tranh giành cái thác Bản Dốc. Một đêm là ví dụ như là cái nhà bằng gỗ, nhà sàn ấy. Đấy, một đêm là chúng tôi cứ lắp đi lắp lại, làm sẵn lắp đi lắp lại. Xong rồi một đêm mà chúng tôi dựng xong cái nhà sàn, lập xong để khẳng định biên giới mình ấy. Mà sau nó lại dỡ được, mình không giữ không ở được, nó đánh, nó dạ, nó thương đấy. Đấy, sau mình bật ra mà ra mới lên, nhưng sau đó thì mình bật xuống thì nó lại lấy cái nhà sàn lại. Nhưng sau đó nó tiếp tục nó không làm nhà sàn nữa, mà nó không làm bằng gỗ, mà riêng họ là họ lắp ráp bê tông, bằng bê tông nhé. Bằng bê tông, họ lắp ráp. Cũng nhà sàn nhưng bằng bê tông. Bằng bê tông, rồi. Đấy. Bên này tháp và bên kia tháp. Thế sau đó thì đúng ra đấy, thì đến bây giờ là mình ngày xưa là mình đòi lấy cả, nhưng mà thực ra nó lại như này nhá. Thực ra này, từ cái chỗ dưới này này, cái thác này như thế, như chảy nước vào đây lên kia, thì bên trên kia ở toàn bộ cái nước ở trên kia thì là ở bên mình, nhưng mà đất bên kia lại của mình. Đấy, thế đến xuống đây thì lại quẹo vào thì lại của họ một nửa. Của họ có và của mình có. Đấy. Thế còn toàn bộ cái sông, theo sông dưới này thì mình một nửa, họ một nửa. Từ thác Bản Dốc đi xuống về là Hạ Lang đi bằng ca đi hết đây thì họ một nửa, mình một nửa bên kia. Thế bây giờ mình cắm mốc bên này ở trên bờ sông này thì họ cũng cắm mốc bờ sông bên kia. Coi là biên giới là thống nhất là lấy giữa lòng sông. Thế khi mà đánh nhau đấy thì là năm 67 mình chính ở cái khu đấy. Không, đánh nhau chỗ đấy lại không đánh nhau, mà ra ngoài Phục Hòa mà đánh nhau. Vâng, nhưng mà cái địa bàn mà mình địa bàn cũng ấy, mình cũng đánh nhau ở đấy. Vâng. Thì em biết chỗ đấy là ngày xưa ném đá ghê lắm. Ném đá đấy, đấy chính ở Bản Dốc là tôi ném đá. Đấy, chính cái chỗ đấy em lên là nghe dân kể ngày xưa ném đá để ném đá hầu ghê lắm đá. Đấy. Bây giờ là ngôi chợ đấy, cái chợ chính cái chợ đấy. Chính cái chỗ chợ đấy. Là ném đá và dựng nhà các thứ là chúng tôi dựng nhà đấy. Sau này anh Sơn có đi sang bên Vị Xuyên không? Khi chúng ta khi đi Vị Xuyên thì tôi lại đi học. Tôi đi học Đà Lạt rồi. Năm 82 này tôi đi học Đà Lạt. Đấy, năm 82 này tôi đấy, năm 79 đánh nhau nhá. Thì năm 79 năm đại trưởng, sau lên năm 80 là tôi lên các đội tiểu đoàn. Đấy, tháng 3 năm 80 thì lên tiểu đoàn, sau đến ở tiểu đoàn 81, sau đến 82 là tôi đi học. Đấy, đi học thì thực ra nói là tôi còn cũng có những cái bức xúc với thủ trưởng trung đoàn ấy. Đấy, và với cán bộ, tôi bảo các thủ trưởng muốn cười thì các thủ trưởng chỉ sử dụng thôi, không cho tôi đi học. Đấy, mà lúc bây giờ thì đánh nhau xong thì nhiều anh là về Thái Nguyên học quân chính, quân giết. Thực ra là lúc bây giờ này nói cũng thông cảm là mình cứ ở trên đấy mãi rồi, bây giờ nhiều ông được đi học về thế này rồi, xây dựng gia đình rồi là cũng về nhà về nhất, mình chả được đi gì cả. Thế sao ông bảo thôi, cái ông cán bộ ấy, ông bảo mày phải bình tĩnh. Đấy, lúc ông làm chính trị viên đại đội thì tôi làm đại phó, sau ông lại chuyển đi thì ông khác lại về. Ông bảo mày bình tĩnh, ông nên phụ trách cán bộ trung đoàn. Ông bảo mày có văn hóa, học hết cấp 3 rồi, để tao phải đưa mày cho đi Đà Lạt, đi học chính quy hơn, học xa hơn. Đấy, thế là chính quy hơn là cho đi Đà Lạt. Đấy, không ở lại trung đoàn nữa. Những anh nào học hết cấp 2 rồi, đang học giờ cấp 3 thì
ở cái trình độ nó vừa phải, thế đi học quân chính thôi, thế còn đi học chính quy như tôi thì cũng ít. Dạ. Đấy, tôi đi là làm. Anh Sơn có thể giới thiệu sơ qua về cái trung đoàn của mình được không ạ? Cái lịch sử của trung đoàn ấy, ví dụ như là thành lập này, rồi thành lập ở đâu, bao giờ và cái lịch sử của nó. Vâng. Dạ. Thành lập thì đấy, thành lập là 10 ngày 15 tháng riêng, gọi tháng 1 đấy. Đấy, năm 1975 ở vị trí là ở Ninh Giang Hải Dương. Ninh Giang Hải Dương. Đấy, lúc bây giờ thành lập thì có 3 tiểu đoàn đấy, và trung đoàn và cơ quan của trung đoàn. Sau khi thành lập từ tháng riêng xong thì huấn luyện quân đi làm, thì 3 tiểu đoàn đó đều đi vào thành phố Hồ Chí Minh, đều đi vào trong kia. Có đơn vị đi Campuchia về quân khu 7 đánh nhau, quân 7 có một tiểu đoàn đi quân khu 7, một tiểu đoàn đi quân khu 9 và một tiểu đoàn quân khu 5. Đấy, cả 3 tiểu đoàn đi làm. Sau khi đi làm xong ấy, thì lại tiếp tục lên nhận quân tiếp. Đấy, nhận quân tiếp ở trên này. Thì đấy, sau khi đến tháng 3, 1, 2, 3, 4, tháng 5, 7, 5 thì cứ 3 cái tuần đi hết. Thì là trung đoàn bắt đầu là cơ động lên Lục Lam. Đấy, cơ động lên Lục Lam. Thì bắt đầu cơ động lên Lục Lam thì tôi lại không được ở cái giai đoạn thành lập đấy. Mà tôi đã, lúc bây giờ là tôi đi học, học tiệu trưởng. Tức là tôi nhập ngũ tháng 14 xong tôi đi học, học tiệu trưởng. Sau đến lúc ra trường này tôi về thành lập 567 ở trên này, về các cái tiểu đoàn có rồi. Đấy, thì là lúc bây giờ lên trên này thì 123 ở dưới này, sau lên trên này là 456, lên trên này là 456. Thế là trung đoàn có 6 tiểu đoàn. Vâng. Nhưng mà cái tiểu đoàn 123 nó chuyển, nó đi làm hết rồi. Thế bây giờ nó lại lấy phiên hiệu, tức là 456, đi lên là 456. Vâng. Đấy. 456 thì đấy, 456 ở trên đây, sau ở đây tiếp tục huấn luyện, sau đầu giải phóng bắt đầu cơ động lên Cao Bằng. Thì khi bắt đầu cơ động lên Cao Bằng thì lấy quân vào tháng 12 năm 75 là thành bốn tiểu đoàn là 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, 4, 5, 6, 7. Đấy, và thành 4 tiểu đoàn. Đấy. Thì bắt đầu là lên trên kia thì nó lại bỏ đi cái tiểu đoàn 4, mà chỉ có tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 thôi. Đấy, nó chỉ có tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 lên Cao Bằng. 6, 7, 8, tức còn 4 tiểu đoàn. 4 tiểu đoàn. Khi bắt đầu đấy lên Cao Bằng thì làm kinh tế là làm đường ấy là 4 tiểu đoàn. Từ năm 76 đến năm 78 là 4 tiểu đoàn. Nhưng chuẩn bị cho đánh nhau thì nó lại dồn vào còn 3 tiểu đoàn. Nó cắt một tiểu đoàn đi để thành lập một cái trung đoàn của Lạng Sơn. Lúc bây giờ là như này. Lúc bây giờ là quân của, không phải là của Cao Bằng, quân của tỉnh Cao Lạng. Cao Bằng. Vâng. Lúc bây giờ là Cao Bằng và Lạng Sơn. Vâng. Là một tỉnh. Vâng. Thế bây giờ là tách một tiểu đoàn sang. Đấy, một là trung đoàn 123. Vâng. Thành lập một cái trung đoàn 123 ở trên bên Lạng Sơn thì coi như là còn 4, 5, 6. Vâng. Đấy. Đấy, thế thôi. Không 4, 5, 6 nữa. Khi tách ra lấy nhau thì nó lại chuyển về 1, 2, 3. Đấy, lại chuyển về 1, 2, 3 thì tôi là tiểu đoàn 2. Đấy. Lúc ở trên đấy làm kinh tế thì 5, 6, 7, 8 sau đến dồn vào chia đi thành Cao Lạng về bên đây, một trung đoàn, một số lấy một số các đơn vị, nhưng mà lấy một tiểu đoàn là quân là lòng cốt sang bên trên Lạng Sơn này, bởi vì tách, lúc bây giờ tách tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn ra thì gọi là chia đôi trung đoàn. Đấy, nhưng phiên hiệu thì vẫn thế.
Như vậy là 567 của mình là trực thuộc tỉnh đội ai? 567 trực thuộc tỉnh đội. Có nghĩa là bộ đội địa phương. Bộ đội địa phương. Bộ đội bộ chỉ huy tỉnh Cao Lạng, lúc bây giờ là bộ chỉ huy tỉnh Cao Lạng. 576 lên là bộ chỉ huy tỉnh Cao Lạng. Đấy. Và đấy. Đến 578 là thành Cao Bằng và Lạng Sơn. Đấy. Thế thì bắt đầu đấy, tức là được 2 năm. Được 2 năm. Cao Lạng là được 2 năm. Sau đó lại tách tỉnh ra Cao Bằng và Lạng Sơn. Trước đánh nhau 579 ấy. Đấy thì đấy thì anh em tôi ở trên đấy bảo là khi trụ sở tỉnh ấy, thì Cao Lạng thì tỉnh về Cao Bằng, toàn bộ tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thì trụ sở hành chính của tỉnh là ở Cao Bằng. Sau khi lại tách tỉnh trả lại thì lại tách từ Trấn Yên trở về. Như vậy là cái trung đoàn 567 của anh thì nó là trung đoàn gọi là bộ đội địa phương. Bộ đội địa phương. Nhưng mà em thấy là cái thành lập và huấn luyện của nó thì lại rất là chính quy. Vâng, huấn luyện chính quy. Nhưng cách đánh thì do cái điều kiện về tương quan lực lượng này, rồi địa hình địa vật này, thì cái cách đánh của bộ đội em lại thấy là rất giống du kích. Như này, không phải nhận đúng không? Không đúng phải, không này, anh nói em này. Thực ra cái số cán bộ khi thành lập ra ngoài này ấy, thì là cơ bản từ cán bộ trung đoàn đến cán bộ tiểu đoàn các cơ quan là hầu như đã trải qua đánh Mỹ. Dạ. Đấy, đã đánh Mỹ rồi nhá, mới về đây thành lập nhá. Dạ, rồi đạo huấn luyện là đánh Mỹ, huấn luyện rất chính quy. Dạ. Thế bắt đầu sau khi giải phóng miền Nam, chuyển nhiệm vụ thì bắt đầu mới dẫn cái cán bộ đấy là đi làm kinh tế thì mới thành lập cái bắt đầu mới tuyển quân. Nhưng mà cái quân đấy thì nó cũng chuyển giai đoạn lịch sử, toàn cái số nhập ngũ 575. Đấy, tháng 275 là chủ yếu. Rồi mới lại 576 tháng 976. Đấy, 77 thì lại không có. 77 thì khi bắt đầu toàn quân ở nhập ngũ 77 lên ở dưới đây mà 77 đi vào cho Campuchia hết. Thế còn cái 77 ở không quân mà lại 78 mới có quân. Tức là cái số 567 thì quân 75 này. Đấy, quân 576 này và quân 578. Đấy, ba quân đó là đánh nhau. Đấy. Nếu thì mà... đấy như anh nói là từ 576 là trung đoàn 567 chỉ một trung đoàn, Cao Lạng là một trung đoàn. Nhưng đến 578 thì tách trung đoàn 567 thành lập trung đoàn 123. Một nửa cán bộ cơ bản của 567 chuyển về 123. Bởi vì lúc bây giờ thành hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thì mỗi tỉnh một trung đoàn để chuẩn bị cho đánh nhau bên dưới. Anh có biết là làm sao mà lại đặt là 567 không ạ? 567 thì thì ngày xưa ở dưới này thì của cái sư đoàn 35 ấy thì nó có trung đoàn 566, 567, 568. À. Đấy. Tức là có cái xuất nguồn của nó. Nó xuất phát từ của quân khu Tà Ngạn. Đấy, của quân khu Tà Ngạn. Lúc bây giờ là quân khu 1 nó còn đến Quảng Ninh rồi. Vâng. Đấy, quân khu 1 đến Quảng Ninh. Thế còn quân khu cái sư đoàn 35 ấy, gọi là 35B để huấn luyện quân đi Lam đấy thì ở hướng quân khu Tả Ngạn này là có đấy, nó có sư đoàn 35B, có các trung đoàn 566, 567 và nó thành lập 566, 568 thì sẽ bắt đầu mới chuyển nhiệm vụ mới đi lên. Thế còn trước đó nữa thì ở Cao Bằng, ở trên hướng quân khu Việt Bắc này gọi là quân khu Việt Bắc đấy, Cao Bằng Thái Nguyên, rồi là quân khu 2 nó gọi là trước là liên khu Việt Bắc, rồi quân khu Việt Bắc đấy, thì nó có 304, 356, tất cả thế. 304 là chuyên huấn luyện cho quân đi Nam. Thằng này thì cũng 325 này cũng chuyên huấn luyện cho quân để đi Nam. Đấy, 304 thì nó đóng quân ở Phú Bình đấy, như thế. Đánh nhau với tàu thì trước khi mà xảy ra đánh nhau vào 578 thì có rất là nhiều những cái nó gọi như là, tức là một cái môi trường ấy, trong đấy nó có cái không khí. Đúng rồi. Nó vừa căng thẳng, nó lại vừa có những cái mà buộc người ta phải dự báo dự đoán. Bây giờ thì biên giới mình thì ổn rồi, cọc mốc này kia cắm dày đặc rồi. Đúng rồi. Nhưng trên biển
thì nó cũng đang có rất là nhiều, nhiều lúc căng thẳng. Và hình như là cái độ căng thẳng thì em không thấy giảm đi. Là một tướng quân, anh có nhìn nhận như thế nào? Bây giờ anh phải nói với em như này. Cái phân giới cắm mốc thì phải nói về về lãnh đạo ấy, thì phải cảm ơn bác Phiêu. Bác Phiêu sau khi bác làm tổng bí thư, bác đi Trung Quốc và bác có cái tầm nhìn, có thể nói là tầm nhìn rất là xa đấy, và rất là lịch sử đấy. Thì mặc dù sau đó thì cũng có một số người nói là bác bán đất cho Trung Quốc, có những người nói như thế đấy. Bởi vì biên giới thì ví dụ nó thẳng, nó không thẳng như này, có chỗ này vào như này, chỗ này ra thế này, nhưng mà sao cắt thẳng như thế này thế đấy, ví dụ thế. Thì cái chỗ có chỗ mình được, có chỗ là họ được, phân giới cắm mốc xong rồi đấy, thì cột mốc của tôi đây, cột mốc đây, tôi chỉ cần bước sang bên này là vi phạm nhá. Nếu như trước không phân giới, không bắn ra đây và mới mốc cứ mập mờ không rõ ràng thì lay nó mang sang đây trồng, mai nó mang đi mổ, sau mả sang đây nó chôn, làm nhà gỗ, nó làm nhà bê tông. Làm nhà gỗ, làm nhà bê tông, mình không làm gì được, mình không quản lý được. Mà nhất là nó chôn ở đây thì không ai dám đào, không ai dám di chuyển nữa. Dạ. Đó. Để nói được cái này thì anh lại nói với em một câu chuyện rất lịch sử mà các cụ nói là có thật ở Cao Bằng mình đấy. Tức là khi thời nhà Pháp, Pháp Thanh ấy, đưa cột mốc này lên đây cắm, rõ ràng là dốc núi cao này đáng nhẽ phải cắm ở trên đây, nước chảy bên kia là của Trung Quốc, nước chảy bên này là của mình. Dạ. Thế nhưng mà hôm nay nó biết là mình mang mốc lên cắm, để thuê những người phu điền đưa lên, thì nó bắt đầu khiêng mốc đi, thì nó chuẩn bị trước, nó chuẩn bị dân này, nó chuẩn bị con người của nó rất chi là vô tư, bởi người ta người mình như nó giống nhau, thì nó thịt này rồi là xôi này, bắt đầu nó mang này rượu, ông khiêng lên đây, ông nghỉ con mốc ở đây là tôi mời ông rượu, ông rượu xong say thì ông cắm, ông đào ông cắm luôn đấy, đào ông cắm luôn đấy, chứ không mang lên gì nữa. Bởi vì nó minh mông mà, nó minh mông bởi sở, ai biết đâu nên thì mình đã bị mất đất thời đấy rồi nhé, nhưng cũng không nhiều. Nhưng đến bây giờ thì nếu như mà không phân giới được cắm mốc thì vẫn là tranh chấp, đúng không? Vâng. Bao giờ cũng tranh chấp, đấy, tranh chấp. Như vậy thì là đã tranh chấp thì là có xung đột, đấy, xung đột. Mà không bao giờ thôi. Đấy là như thế, đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, để nên phân giới cắm mốc được, nó khẳng định được chủ quyền và nó không gây xích mích ở biên giới nữa. Để nói chỗ này anh nói thêm một tí. Ở Hữu Nghị Quan mình lấy mốc số 0 là từ Hữu Sĩ Quan, thế bây giờ số 0 thì mốc ở đây thì là tính về đây, xong rồi lấn chiếm lại, xong lại lùi lại đây. Thế nó bảo đây rõ ràng mốc từ đây vào mốc đây, không phải đây mốc số 0 từ đây từ đây. Nhưng của nó ấy, của bên Trung Quốc thì mốc nó từ Bắc Kinh, từ Thượng Hải nó ra biên giới, nó để ra, tức là 1, 2, 3 đến bao nhiêu. Nhưng mình lại từ biên giới ra vào, tất cả từ số 0 ra vào, coi như là y xì đấy đấy. Đấy. Mày từ không đấy, mày từ không đấy, mày của mày đấy thôi đấy. Mày giúp cãi nhau ông tổ, cãi nhau chứ khó lắm. Vâng. Nhưng mà nó bao giờ nó lấy từ trong ra là nó cứ mãi nó cứ mở ra 7 đến 8, 8 đến 9 như thế, nó mở ra không đấy. Như vậy là câu chuyện của anh cũng đưa em và khán giả quay trở lại với Cao Bằng, một thời chiến tranh và một cái góc nhìn khác, đó là một cái góc nhìn của những chiến sĩ Việt Nam, không phải là chỉ có bị động, không phải chỉ có là bi thương, mà là những chiến sĩ Việt Nam mà chúng ta quen biết, mưu trí dũng cảm tìm địch mà đánh. Vâng, em rất là cảm ơn anh về câu chuyện trong cái buổi sáng hôm nay, và tôi nghĩ rằng cũng như tôi, quý vị khán giả có thêm một góc nhìn khác về biên giới với cuộc chiến tranh 1979, và có lẽ là một cái câu hỏi
vẫn đặt ra trong em đấy. Và em nghĩ là nhiều người có khi cũng thắc mắc nhưng lại không nghĩ là mình thắc mắc. Tại sao Trung Quốc đông như thế, mạnh như thế mà lại không có thể kéo thẳng được về Hà Nội, hay chí ít là vượt qua được cầu Khánh Khê về phía Lạng Sơn và gần như thế, đường to rộng như thế, không vượt được cầu Khánh Khê, cũng như phía Cao Bằng không xuống được hơn nữa. Thì có lẽ là câu trả lời cũng nằm ở trong câu chuyện của anh Phạm Thanh Sơn. Và anh thêm một chút về cái quãng đời phía sau của anh, sau chuẩn úy và đến bây giờ thì anh đang làm gì? Dạ. Tôi thì đánh nhau năm 19 thì đấy, phát triển lên làm đại trưởng và xong phát triển lên tiểu đoàn, xong đó đi học. Học xong thì tôi về Sư Ba. Dạ. Về Sư Ba này, Sư Ba Sao Vàng đấy. Dạ. Sư Ba thì tôi phát triển ở Sư Ba, nhưng mà phải nói là Sư Ba nó có truyền thống, vâng, lịch sử đấy, oai hùng lắm, và oai hùng lắm. Dạ. Và đấy thì để xây dựng được cái đơn vị có truyền thống thì trước tiên là mình phải có tâm để mình xây dựng một cái đơn vị làm sao chính quy. Đấy, các cái nhiệm vụ phải hoàn thành tốt. Đấy, thì từ đó là mình cũng có cơ sở để mình phát triển đi lên. Thì tôi cũng rất may là cái giai đoạn sau là đấy, là về Sư Ba thì là Sư Ba có truyền thống, là sư chủ lực của quân khu cũng như là của bộ, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Với lịch sử nó thì quá dày, bởi nói như thế. Riêng Sư 2 đã 2 lần anh hùng, thì Sư 3 1 lần anh hùng, nhưng mà nó có 6 tiểu đoàn, 14 đại đội, 14 đại đội, 6 tiểu đoàn và 3 trung đoàn đều anh hùng và sư đoàn anh hùng. Đấy. Có 17 đồng chí được phong anh hùng. Khi ở Sư 3 thì anh là giữ chức cương vị gì? Ở Sư 3 thì tôi từ cán bộ tham mưu phó trung đoàn, sau lên tham mưu trưởng trung đoàn trưởng, rồi lên tham mưu phó sư đoàn, rồi lên sư phó, rồi là sư phó tham trưởng, rồi đến sư trưởng. À, thế anh có thời gian làm sư trưởng? Tôi có thời gian làm sư trưởng 5 năm. 5 năm. Đó. Dạ. Thì chính tôi làm sư trưởng Sư Ba thì năm 2002. Đấy, thì tôi mới bắt đầu ở Sư Ba cũng có một trung đoàn. Đấy, đi Hà Giang. Dạ. Như trung đoàn 57 là trung đó là trung đoàn 2. Dạ. Đấy, trung đoàn 2. Trung đoàn 2. Đấy, trung đoàn 2 của 1001. Vâng, đấy 1001 đấy. Dạ. Chắc nó cũng phải nhờ anh phụ đấy, nhưng vâng, không khác. Dạ. Sau đó thì tôi phải nói như này. Khi tôi là lên làm sư trưởng, việc đầu tiên là tôi cho cơ quan thống kê lại toàn bộ danh sách các đồng chí liệt sĩ. Đấy. Từ xưa đến nay, từng huyện, từng xã, từng huyện, từng tỉnh một, thành một, một cuốn tư liệu. Đấy, ai đến hỏi là nói ở địa phương nào là dở ra đấy, chứ không phải tìm. Đấy, và trong đó có năm, đấy là như thế. Việc thứ hai là hàng năm là tôi vẫn giao cho các đơn vị và mình tự đi là đến thắp hương. Rồi là ngày thương binh liệt sĩ thì mang vỏ hoa thắp hương các đồng chí hy sinh năm 79 ở trên Lạng Sơn. Lạng Sơn. Đấy. Sư Ba đánh nhau Lạng Sơn. Và ở đấy 2002 thì tôi tổ chức một đoàn cán bộ của sư đoàn cùng với trung đoàn 2 đi Hà Giang. Và sau đó tôi tổ chức đi 3 ngày ở trên đấy. Đấy, thăm lại chiến trường xưa và viếng nghĩa trang liệt sĩ vào tỉnh ủy, ủy ban công ủng hộ lắm, rồi bắt đầu lấy ra Vị Xuyên. Đấy, nghĩa trang Vị Xuyên. Đấy, mang đi tiền, mang đi mấy trăm triệu, nhưng mà đến đấy và ra hương rồi là có những cái rồi cho quản trang, rồi có những cái thiếu thốn ở đấy là thực ra sư trung đoàn 2 hy sinh ở trên Hà Giang đấy. À, vâng. So với thì nhiều ạ. So với 567 thì ít hơn. Rồi sau đó là anh về về quân khu ạ. Vâng. Tôi lên quân khu ở quân khu 15. Dạ.
tôi lên làm tham phó, sau làm tham trưởng. Nói chung về có thể từ cán bộ đại đội lên đến phó lệnh tham trưởng quân khu, tôi không bỏ chức nào, không bỏ vị trí nào. Đầu tiên anh là chiến sĩ đấy chứ? Vâng, chiến sĩ. Chiến sĩ là lính nghĩa vụ đúng không anh? Không, không, lúc bây giờ chưa có nghĩa vụ. À, chưa nghĩa lính, vụ nhưng đi lính bình thường. Lính bình thường. Vâng. Thì mình cứ gọi là vâng, nghĩa vụ đi. Đi lính, vâng. Sau đó thì là sau đó đi học lớp hạ sĩ quan làm tiểu đội. Hạ sĩ quan, tiểu đội trưởng. Vâng. Về làm tiểu đội phó đấy chứ? Không, không, không tiểu phó. À, tiểu đội học, trưởng luôn. Học tiểu trưởng. Vâng. Hạ sĩ quan là học tiểu trưởng, học tiểu trưởng. Nhưng về không được làm tiểu trưởng mà làm cán bộ trung đội ngay. À, làm đấy, về làm cán bộ trung đội. Và khi tham chiến thì là đang là đại đội phó. Rồi, thì đánh nhau mấy là ngày bắt sau đầu vào đánh nhau là đại phó. Vâng, mấy vâng, ngày sau mấy ngày sau lại lên đại đội trưởng. Vâng. 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 Như vậy là quý vị và các bạn có thể thấy là làm một cái để lên một cái quân hàm cấp tướng ở Việt Nam không dễ nhưng cũng không hề khó. Vâng. Một như chúng ta đang nói chuyện với một tướng quân cũng rất là dung dị. Bây giờ thì ông Sơn nghỉ hưu tại thành phố Bắc Ninh với quân hàm thiếu tướng và về thì với cái chức vụ là phó tư lệnh, phó tham lệnh quân khu tham mưu trưởng. Dạ. Câu chuyện của anh Sơn cho ta nhìn lại một cái giai đoạn như vậy. Em một lần nữa rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình và đã chia sẻ rất là, em có thể nói là rất là mộc mạc, cũng rất là chân tình. Và nó cũng không có cái gì giống như khi là một cái vị tướng mà nói trước quân hay một thủ trưởng nói trước cơ quan đúng không anh? Và đây là những cái câu chuyện mà em nghĩ là những người dân Việt Nam cần phải biết. Trong lịch sử thì người ta viết cũng rất là kỹ. Thế nhưng mà bằng văn phong và qua cái ngòi bút thì câu chuyện từ thực tế vào đến trong đấy nó đã văn học đi ít nhiều rồi. Câu chuyện của anh em mình thì nó trần trụi như cái cuộc sống của lính vậy. Em xin cảm ơn anh và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh.